Đi đám cưới chỗ này đây. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Từ nhà Mai tới đây đấy, cầm biên km tới CC. Từ nhà Mai tới đây là hơn 600 cây số. Hai vợ chồng đi 6 tiếng. Bây giờ vừa tới nhà em Ki, vừa đỗ xe ở đây và đi vào nhà em. Đúng lịch là thứ chủ nhật đi đám cưới về em vào nhà em thì đón mẹ em tới nhà Mai luôn. Nhưng vì tới nhà đây, khách tới nhà đây và chủ đang đi đâu đâu? Vâng chưa, ô là la, thì làm theo nồn bên trên em ốm hơn đấy. Nó đang hút bụi đó. Ô là. Đúng lịch ấy là không phải là Mai vào hôm nay mà là Mai sẽ vào nhà em chủ nhật sau đi đám cưới đấy, thì vào đón mẹ em đến nhà Mai chơi một tuần. Nhưng mà bây giờ mẹ em đang phi vi vu ở trời Tây, mẹ em đang ở bên Đức, rồi bên Séc, rồi bên nọ bên kia. Đó, thế là Mai không đón được. Và hôm nay Mai phải vào đây là vì cô San, cô cầm cho Mai một ít đồ ấy, như là trà bông, là ruốc ở Việt Nam này. Hay là bột canh ấy. Nên là Mai vào, Mai nhận đồ với cô tặng quà con của Mai nữa. Xong cô bay từ Đức về nhà Mai. Nên cô sẽ không quay lại đây, thì Mai vào đây, Mai chơi với em Kim một chút rồi Mai lấy đồ luôn. Bác nói lớn quá nên là cháu dậy luôn rồi nè. Cháu dậy luôn rồi nè. Bác anh cho nó nhìn, nhận được hàng con, có nhận được hàng ai đấy, ai đấy. Bà nào bắt con nó nhìn đó 3 tiếng đấy. Có giống em bé không? Ai đấy. Trời, mấy tháng rồi nhở? Bạn này bây giờ 4 tháng rồi. Trời, đã 4 tháng nhở? Em mặc đồ của các bạn 1 tuổi rồi. Con cháu bà cô chú. 4 tháng trước thì con đỏ anh hỏn à. 4 tháng trước con đỏ hơn hỏn nè. Xong bắt đầu cái mặt con nó cũng không nhìn bác. Còn bây giờ ê Kim, 4 tháng trước mặt em đỏ hơn hỏn. Bây giờ nhìn em lố mắt em nhìn lại. Con chào ông bà cô chú. Con cứ thấy mặt mình chào bà cô chú. Con yêu ông bà cô chú. Hôm nay ông bà cô chú thì con khác không? Sau 4 tháng thì con khác không? 4 tháng trước con quấy con khóc nhè bị bác con lạt. 4 tháng sau này nhìn 4 tháng sau nhìn đen rồi là lại nhìn mẹ rồi, mẹ đi đâu nhìn đấy đây. Có lạ không? Giờ chị nói Noa nó kêu Noa biển đây bỏ anh si vào đây, bé con thuê mà mẹ của bé vào bế kiểu này phải trả thêm tiền đấy chứ. Bế, nhìn này, anh như bế anh rút hết chân cổ này. Cho 5 phút nó bắt đầu rã rời hết cơ rồi. Muốn bác si bụng nhỏ là phải bế Noa nhỉ. Nhìn này, đấm bác. Noa. Nhìn anh như bế này. Sao bác? Nhìn anh như bế em thấy không? Nhìn anh như bế. Anh như bế nói giống như con ếch. Con ếch bám tạm một cánh ấy. Trời ơi. Đâu môi đỏ đâu? Môi đỏ đâu? Con chung môi đỏ đi. Hot boy bác cho ăn sơ ghi giống như hè sắc lơ đấy. Mẹ nó mắng mẹ nó. Nó thay đồ này. Mẹ thay đồ ngay này. Nhìn em như là hè sắc lơ ấy nhỉ? Châu người đang như nghỉ dưỡng ấy nhỉ? Nhìn khỏe phỡ lắm. Nhìn em nằm đá biển vậy đó. Đã chưa? Đây là món ăn nổi tiếng vùng Lơ Măng đây. Ghiết à? Ghiết Lơ Măng đó, ngon không? Đây, salad đây. Em Ki hôm nay làm cơm gà Hải Nam nhé. Đó, cơm gà Hải Nam, ngon chưa? Đó, nước mắm của em làm nhá. Đó, salad này. Đó, có người thân nó thích thế đó. Làm sao mà chạy vào đâu ăn được bữa cơm ngon này, cơm Việt ngon thế này. Sẽ bông bông cơ. Anh ở ngon quá anh lấy tiếp. Anh em có thích không? Ok. Bắp lỏng. Anh một cái loại này có 5 độ thôi, còn nó cái loại của Bỉ đấy nó những nó rất là nó thay collagen là nó nặng hơn đấy. Cái này là gì chị? Ta thì muốn cô đi thì anh của nó ít ít nồng độ. Cái này của khác đúng là của hương của khác. Ăn không? Hả? Ăn miếng? Có. Thế thì là cái ghét
cô cứ theo vùng đi. Con này mình đạp đây. Đó. Mọi người khi tao ăn quay cho tao ăn. Vì ma ma mỏ vị. Thứ hai. Chị nói anh rồi. Chú con em sẽ ép tôi chưa gặp lên. Anh còn nhớ mà tôi. Nhớ ngay rồi. Gặp bà có giữ tên cho tem. Gặp bà ít nhất cũng 14 năm thì nhớ nhiều mẹ không thay đổi thật. On va chercher où avec les gérés. À où? Une mutuelle du Mans. Le nom de l'assurance. Anh bảo là tên bảo hiểm của nhà chị ấy là mutuelle du Mans. Là đến từ chỗ Mans của chỗ em em. La voiture à la maison. Avant quand elle travaillait à la maison. Mẹ hai của chị ấy. Mẹ hai của chị làm ở trong cái bảo hiểm ở chỗ Mans này. Thế là mỗi một lần ông sếp ông em tới người Lâm Mông này bảo ông đưa cho rồi. Thì là anh biết là cho quá. Em ở chỗ dưới chứ nó có sót ở dưới. Để ăn fresh. Lundi, moi je peux aller te chercher puis on va tous les deux à l'aéroport. Anh bảo là thứ hai anh đi làm về nhà. Anh đón chị đi gặp, đi đón mẹ em. Si, c'est 6h30. Nó còn mạnh quá hả? Tại vì từ chỗ làm anh em tới chỗ chỗ em có thể nổi tiếng thôi. Chúng mình bằng bên nhà. Đó chị, đó mẹ em. Nghĩ anh xin. Anh xin bao nhiêu năm cũng hiểu đi trang vậy. Trời ơi, hiền khô lắm đấy. Không, bây giờ đang nổi bây giờ là chuẩn bị đối vợ đấy, xin nhỉ? Et tôi vui để ra long tòng là et chu chu pareil chu chu trong tiền chị đi nô mà đang biết tôi trong ta phạm là dịch lại nguyên văn thì nói đi em ấy. Je vois, je vois my photo. Je vois, j'ai vu my photo. Quand il est jeune. Comme elle était jeune. Trop beau. Trop belle. Cho con gái ở bên hay là beau. Đó là tại sao mà tôi nghĩ là anh đi xe đi trực thăng đến đón. Anh cầu hôn đó. Em đi xem. Elle a vu ma photo quand j'étais jeune. J'ai fait photo avec ma soeur l'autre jour de mon père là. Elle dit je suis très belle. C'est cũng học của phụ qua của chị phong là đi cốc te của chị về ông chữa ô ăn mỗi mẹ nhé có hai cánh mà này nó ngoan trá rồi nhỉ, nhìn chị mình ăn mà nó nguy hiểm nhỉ, gì nó khóc của em đấy. Vâng, con phải bé. Sao thế bông? Người Pháp ấy thì họ ăn ăn nước trắng ở ăn trắng. Còn mình ấy ăn cả xương. Chị con bé cứ cắt đoạn nào biết đấy. Này, la semaine prochaine il y a 4 jours pas travailler. À, từ thứ năm thứ sáu là khỏi, anh không làm. Em muốn bảo mẹ em về sớm để em không ạ. Cho Noel xong không em bảo chị là cho Guillaume trông á. Nhưng mà em thì lại rất bận. Em thì lại rất là bận. Tuần sau em có cái anh nghĩ đưa mẹ em đến Bôn. Đến đâu? Bôn. Bôn. Tôi giỏi cho nổi tiếng á. Nổi tiếng về rượu. Đừng nặng được rồi. Đừng nặng được. Ăn hả? Chấp cái buồn thôi nữa chèm. Cả nhà mình mới ăn hơn tao miếng. Đấy, đi đâu? Biến hết rồi sao mà ăn. Con mẹ hơi phải 8 rưỡi rồi. Ừ, thì lúc chọn ăn. Lúc ăn cho nó uống phải 5 giờ. Mấy giờ tiếng uống? Uống thêm rồi đó. Nó
Sao nó miếng sữa. Đói. Đang gì ăn? Mà chị tí mì xuân. Năm nay em bị đau răng á. Răng đây có chuyên mát được đồng. Đi chơi đâu? Thì đem hết từ đồ nắng rồi đi chơi nhiều không? Anh cứ lấy hành trai ra để cái răng nó nghỉ hoài nó không nó hết. Đau chặt xì. Bốn ngày thì tuần tới này. Đi chơi là ngày phép này, ngày lễ của mẹ. Thế chị làm rồi. Chị đi làm hả? Không, làm cho ngày lễ của mẹ đó. Trong đó chỉ có một khách. Tại vì khách sẽ ăn xong để người ta đặt cho ở bên khách á. Thế nên hôm nay mình không thể vắng mặt được. Đã nghĩa là ngày thứ hai thì có khách nè. Hai khách nhà chị đi em cưới chị không làm rất chỉ phí. Không phải nghỉ mà không nhận. Nhưng mà mùng 4, mùng 5 sinh nhật của anh phải áo, mùng 5, mùng 4 sinh nhật của anh chị làm cho anh ấy không biết nào. Mùng 6 đúng không? Mùng 4. Mùng 6 đó mẹ ngoài chứ. Ăn đi, đi khóc lắm. Ăn đừng tiếng. Ăn thật chứ nữa. Ăn uống xong đến chiêu thức đòi quà. quà đâu. Đây. Quà của Việt Nam sang đây chứ. Con muối Ngọc Yến lên ta. Uống rồi. Muối em mở một xem nhé. Mua muối Ngọc Yến này. Đó, cô mua sang đó. Em vừa mua Vĩnh Long á. À đấy hả? Ừ. Đây em có một chỗ bán rồi. Đồng Tháp nè. Tổng quà là cô cho nhá. Đó. Chưa. Chưa. Đây là em Yến này. Có ice cream ăn xin mình ăn không? Em kia để lấy lại một gói nhá. Cô cho mua cho 4 gói nhưng mà chắc là giờ em tiếc sao em lấy lại gói. Tiếp quá. Tiếp quá. Ăn thả giàn mà còn nói gì nữa. Đây. Nó mở mặt. Đây. Ruốc của ông Quạo nổi tiếng đây. Đó. Ruốc này thì không có sợ, em hiểu không? Khô ngon chưa? Đó. Quả Việt Nam sao nhá, còn quần áo dài nữa chưa có lấy. Sang khuôn đồ về. Đây. Đấy, đẹp chưa? Bà Ngọc mua cho Lui đây. Thu bộ cho Lui nhỉ? Hơi to. Rộng, thằng Lui nó rộng. Mì thì chặt hơn 60 cân mà. Có khi em không bằng cân mì đó. Đúng rồi, em đâu có đây. Em có 51 à. Áo của Amy đây. Hôm sinh nhật bố Amy mặc luôn nhỉ? Ừ. Chắc là bảo được em ạ. Đó. Đó, đây là bên... À, chị mở cái bên kia có nào nữa không? Từ. Đúng nè. Mai đấy là có một quy tắc sống là tăng xin giảm mua, tích cực cầm nhầm là không bao giờ quên. Tích cực cầm. Đây là phải tăng xin giảm mua đó, ta phải tiết kiệm. Chị mở cái túi kia coi đây có cái gì đó. Em có đúng rồi đấy. Ok, rồi. Quần legging hả? Một quần legging trắng cũng được. Ok, để xem nào. Nhưng mà không được may thì may cho nó, nhưng mà em nghĩ quần legging cũng được. Đây là lý do mà vào đây xin cơm, xin quà. Mai cho hẹn lần sau bác Mai vào, con đuổi bác Mai đi không? Hả? Con đuổi bóng mai về không? Đấy, biết nhìn camera nha, con nhìn cứ camera. Con chê hai đi, con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú, làm gì các bạn mà tới con đây. Bao nhiêu tức tuổi bé. Đây là phải ông bà cô chú chứ, không có ai là các bạn đâu nhá. Ông bà cô chú. Lớn thêm khoảng 20 tuổi nữa thì có các bạn thì nhìn này, mắt nhìn này. Các bạn. Nhìn đây nhìn kìa, ôi đẹp trai quá nhỉ. Có các bạn. Đây là hot boy đang. Hôm nay nhà tắm của hot boy này. Đây là hot boy đang trong nhà tắm đó, đang phơi nắng ở dưới bãi biển nhà tắm của hot boy. Ok, bác có lấy hết đồ của mẹ con đấy nhá. Đây con đời thủa nhà ai đi đám cưới mà vào xin vào mượn là phấn son trang điểm kẹp mắt kẹp mic quê chưa hả? Quả lại lên Facebook lại mai bị chửi tiếp là không biết làm đẹp cho mình. Ok thôi, đi làm đẹp nhờ cũng được. Đã hơn 10 giờ sáng rồi, cứ sàng xê. Nhưng mà Mai ngủ không dậy được tại vì Mai bị dị ứng đó. Nên là đó, hot boy nhìn kìa. Ê, con cháu ông bà cô chú đi. Cho Mai xin dừng video ở đây. Bây giờ thì Mai với ông xã phải tiếp tục lên đường tại vì vẫn còn 200 cây nữa mới tới nơi. Mà Mai sàng xê từ sáng đến giờ rồi. Em khi kêu chị Mai cầm đồ trang điểm thế nọ thế kia. Mai lấy đồ trang điểm xong mấy bữa nữa. Cô tới nhà Mai thì Mai lại đưa cho cô mang về cho em kia. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Cho bác của con một like nhá. Bye bye. Nua. Con bye bye ông bà cô chú đi. Ủa hoa. Con ạ. Bye bye. Con bye bye ông bà cô chú nè. Anh ạ. Ông bà cô chú. Đó,
hai bác cháu chào nhau bị tiện kìa. Ừ. Bye bye Noa. Bye bye Noa. Khi nào đến nhà bác chơi nhá. Khi nào mà mẹ con thi thố xong rồi đó, xong bắt đầu tốt nghiệp xong rồi cầm cái bằng tới nhà bác là bác phục vụ một tuần nhá, một tuần hai tuần nhá. Sau khi học xong là bắt đầu em có nhàn nhỉ? Đi làm ngay tìm hả? Tìm việc. Đó họ ôm hôn nhau thấm thiết đi kia đấy. Bye bye. Ôi vâng ạ. Ui mùi đỏ chính tỏ vô anh. Ui là má đỏ kìa. Chơi bình. Ok bye bye.